Đấy, nhiều nữa. Bảo Khánh làm lâu lắm nhỉ? 2 ngày. 2 ngày ạ. Ừ. Mà test lần nào chưa? Chưa. Hôm nay test lần đầu tiên à? Ừ. Xíu nhỉ? Hôm nay là ăn 2 quả vừng, hôm nay à, giờ ăn 1 quả. Rơi mất quả rồi à? Rơi mất quả rồi. À. Đuôi này bổ cong lên mà giờ lại bổ xuống à? À. Bây giờ đâm phát đầu tiên vậy. Thế là lên quá rồi đó. Từ từ. Ôi. 1, 2, 3 đi. Căng dây đi. Đi lùi cho căng dây đi lùi ra. Đi lùi ra đi. Chạy đi. Đứt dây luôn hả? Dây chun à, để làm một cái diều mà nó cân mà dễ lên được là cũng không phải dễ đúng không? Mình làm rất là đẹp rồi nhưng mà vẫn chưa lên được. Hả? Vỉa đuôi á, vỉa đuôi nhìn đỡ lắm nhỉ? À, thử thấy không? Lên. Trở thành diều điều khiển luôn. Đấy, lên luôn rồi các bạn nhá. Đấy, lên luôn. Lên luôn. À, lên các bạn nha. Ui. Nay thằng nào đây? Đùa khiếp nhỉ? Không nhanh lên. Thằng này thằng nào ấy? À. Lên nhá. 1, 2, 3. Ui giời. Cầm dây hả? Cháu tên gì? Tên Lâu. Con bố gì? Con bố 10. À. Cô cầm dây được không? Cầm lên đi. Cầm dây nhá. Cầm lên đi. Dây. Dây. Dây đi. Buổi chiều nên là cái hình ảnh nó không được rõ nét lắm các bạn nhá. Không có thông cảm. Giờ đến là bạn gì chạy nhỉ? Này bạn tên gì? Phong. À bạn tên Phong hả? Bây giờ đến bạn Phong cầm dây. Ôi lên ơi. Lên cao quá. Hai không? Hả? Có hai không? Có hai không? Hai. À hai mà. À. Sao đi ra? Đi ra ngoài đi. Chơi nữa không?
Thôi, thời gian chơi đã hết rồi nha. Vẫn bị thiệt hại hả? Thôi, mình kết thúc video ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn xem cho một like và đăng ký kênh nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai. Ok, bye bye.